thưa quý vị và các bạn. Cuối tháng 11 năm 2018, sau khi không được nhập cảnh vào Việt Nam, Lê Thu Hà trở lại nước Đức và công bố trên Facebook cá nhân một trạng thái status cho thấy có sự mâu thuẫn gay gắt giữa Lê Thu Hà với Nguyễn Văn Đài. Việc làm này cũng như những thông tin bộc lộ trên status của Lê Thu Hà đã cung cấp thêm bằng chứng về bản chất xấu xa của một số kẻ vẫn tự nhận hoặc được ca ngợi là nhà dân chủ, người yêu nước, nhà đấu tranh nhân quyền. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài Mặt thật của các nhà dân chủ của tác giả Hồng Quang. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định tại khoản 1 điều 79 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Cáo trạng tại phiên tòa cho biết, Nguyễn Văn Đài là người chủ mưu lập cái gọi là Hội Em Dân Chủ, xây dựng cương lĩnh hoạt động, đào tạo, bàn bạc, phổ biến kinh nghiệm và hướng dẫn cách thức hoạt động, phát triển lực lượng, lôi kéo Lê Thu Hà tham gia, lập dự án liên hệ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài để vận động ủng hộ và đã nhận số tiền 71.726 đô la Mỹ, 9.161 euro tài trợ. Họ lợi dụng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự nhằm tuyên truyền chống nhà nước để đạt mục đích khi lực lượng đủ mạnh có cơ hội phù hợp sẽ công khai hoạt động đối đầu với chính quyền thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam để xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân. Vì các tội danh đó, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Văn Đài 15 năm tù, phạt quản chế 5 năm. Lê Thu Hà 9 năm tù, phạt quản chế 2 năm. Các bị cáo khác cũng nhận bản án thích đáng. Tuy nhiên, từ tinh thần nhân đạo và khoan hồng của nhà nước Việt Nam ngày 7 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã được cho phép tới Đức định cư. Sau một thời gian khá im ắng, ngày 21 tháng 11 năm 2018, với ý định trở lại Việt Nam, Lê Thu Hà đã đi máy bay từ Đức đến sân bay nội bài Hà Nội, xong không được nhập cảnh, cho nên phải quay lại Đức. Lập tức, một số kẻ đã lợi dụng sự kiện này để vu cáo Việt Nam. Tại một bản tin trên BBC, Bên cạnh một số kẻ tỏ ra cảm thông thương xót, một số người khác lại chửi mắng, coi hành động của Lê Thu Hà là phơi bày bộ mặt giả tạo. Ngay sau khi trở lại Đức, Lê Thu Hà viết trên Facebook cá nhân một status cho rằng mình vô tội, nói rõ chuyến đi của chị ta là hành hương về Việt Nam. Và hẳn là sau khi nếm đủ mùi cay đắng vì bấu víu vào nước ngoài để đấu tranh, Lê Thu Hà đã khuyến cáo đừng dựa vào thế lực từ bên ngoài nào, người Việt hải ngoại hay áp lực quốc tế chỉ có tác nhân trợ lực. Đặc biệt, chị ta khẳng định tôi đã im lặng trong một thời gian khá dài, điều này đã tạo cơ hội cho những kẻ xấu cố tình mà tôi sẽ nêu cụ thể ở đây là luật sư Nguyễn Văn Đài. Phao tin đồn nhảm rằng tôi bị tâm thần, cố tình hạ uy tín của tôi để nhằm bảo vệ mình, mặc dù tôi đã cảnh cáo vài lần là phải đính chính thông tin qua đó, phần nào có thể thấy rõ giữa Nguyễn Văn Đài và Cộng sự thân thiết cùng tham gia hoạt động chống phá, cùng bị xét xử tại một phiên tòa, cùng lên một chuyến bay ra định cư ở nước ngoài. Có mâu thuẫn gay gắt âm ỉ từ lâu, cho nên dẫu sống chưa ấm chỗ nơi đất khách quê người, nhưng có cơ hội là bùng phát. Đáng chú ý dưới status, trả lời các ý kiến trao đổi, Lê Thu Hà thẳng thừng cho biết, chị ta và bè đảng phải lót đường để Nguyễn Văn Đài sang Đức vạch rõ nguyễn văn đài không vì phong trào hay gì cả mà chỉ vì lợi ích cá nhân và anh ấy phao tin em bị tâm thần với mọi người trong hội anh em dân chủ rồi mớm cho người khác viết về em như vậy đó là trò thủ đoạn lưu manh bỉ ổi cá nhân em chấp nhận ở tù vì anh ấy và em cũng không cần báo đáp nhưng bày trò ti tiện thì không ai chấp nhận được sinh sống và hoạt động chống phá bên một kẻ cáo già như Nguyễn Văn Đài trong thời gian dài, hẳn dần già nhận ra bản chất lưu manh, bỉ ổi, đê tiện của anh ta, cho nên Lê Thu Hà mới tuyên bố, bình luận với những ngôn từ cụ thể như vậy. Thực ra bản chất của cái gọi là hội anh em dân chủ cũng như sự xấu xa của nhà dân chủ Nguyễn Văn Đài từng nhiều lần lộ rõ mặt thật. Trước đó, ngày 4 tháng 7 năm 2018, khi Nguyễn Văn Đài trả lời phỏng vấn của Tường An trên RFA, Nguyễn Văn Đài cho biết, trong quá trình điều tra và trước tòa án, anh ta không thừa nhận tất cả những chứng cứ do cơ quan an ninh điều tra và cáo trạng đưa ra. Nhưng ngay sau khi đến Đức, Nguyễn Văn Đài lập tức trơ chẽn công khai ký tên với các loại tuyên bố, tuyên cáo, với danh nghĩa lúc là sáng lập viên Hội Anh Em Dân Chủ, lúc là Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ. Chưa kể, trong phỏng vấn kể trên, Nguyễn Văn Đài khẳng định ở nơi tạm giam sau khi cùng vợ là Vũ Minh Khánh bàn bạc. Ngày mùng 1 tháng 11 năm 2016, anh ta đã quyết định chọn nước Đức làm nơi định cư. Nghĩa là từ năm 2016, anh ta đã chấp nhận sang Đức. Đây thật sự là cái tác vào bấy kẻ vẫn sưng sưng cho rằng nhà nước Việt Nam cho phép Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà được sang Đức định cư là kết quả của một vụ đổi trác. Đáng chú ý hơn, trong bài phỏng vấn, Tường An còn viết Tuy nhiên, sự việc không đơn giản để đổi lại việc ra đi của luật sư Nguyễn Văn Đài Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần thu lại lợi nhuận nhiều hơn trong việc trao đổi này. Và đó là lý do mà thêm bốn người của Hội Anh Em Dân Chủ là các ông Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyền và Phạm Văn Trội phải vào tù. Có thể thấy, Dường như Tưởng An muốn bóng gió núp người đọc liên tưởng để đổi lại việc ra đi, Nguyễn Văn Đài đã bán đứng đồng bọn. Sau ngày đến Đức, Nguyễn Văn Đài công khai tuyên bố mục tiêu của anh ta là chiến đấu loại bỏ chế độ độc đảng cộng sản, rồi lang thang chỗ này chỗ khác nói chuyện nhân quyền, tay cầm cờ vàng tham gia biểu tình cùng một số phần tử chống cộng cực đoan ở Đức. Lên Facebook để khoe khoang bản thân nhặt nhạnh trên mạng đủ thứ tin tức rác rưởi để đăng lại thậm chí mạt sát người đã bình luận phản đối anh ta trên facebook thật nực cười khi nguyễn văn đài tuyên bố hành động như vậy vì sau khi nhận hộ chiếu giấy phép cư trú của nhà nước đức dành cho ngoại kiều anh ta được miễn thị thực khi đến các quốc gia đã miễn thị thực cho người đức nhưng không thể đến việt nam và luật pháp của đức không cho phép anh ta vào sứ quán cộng sản để gia hạn hay đổi hộ chiếu. Nguyễn Văn Đài biết rất rõ anh ta không còn là công dân Việt Nam và với những mục đích và hành động xấu xa trên thì việc về nước là vô vọng. Song Nguyễn Văn Đài vẫn nối dài sự xảo trá từng sử dụng nhằm lợi dụng thao túng độc bọn nhiều năm qua để tiếp tục lừa bịp với lời tuyên bố Tôi sẽ không bao giờ quên anh em, đồng thời đứng ra phục hoạt thay ma hội anh em dân chủ bằng cách vin lý do về tình hình thay đổi, phải thay đổi hoàn toàn phương thức hoạt động, cho nên yêu cầu tất cả các thành viên trong nước phải rút bỏ hoạt động bí mật, tạm thời không bầu các thành viên lãnh đạo ở trong nước, tất cả mọi hoạt động công khai đều được tiến hành ở hải ngoại. Nhưng với dư luận, điều đó không có gì mới mẻ. Như trên Facebook của Lê Thu Hà, NTTQ bình luận, Nguyễn Văn Đài khi ở Việt Nam thì nói rằng hội anh em dân chủ của anh em quốc nội, ban chủ tịch phải là người trong nước. Ra nước ngoài rồi thì đảo chính anh em quốc nội bằng mọi giá để nắm cho được ghế chủ tịch, lập phe cánh nguyên ban chủ tịch ở hải ngoại, biến hội anh em dân chủ thành hội lưu vong. Anh em ai không đồng ý thì bị khai trừ, bị đấu tố, bị khai báo hết cho Việt Cộng. Từ yêu cầu Nguyễn Văn Đài đặt ra, có thể thấy anh ta vẫn giữ nguyên tham vọng thủ lĩnh. Vẫn tỏ ra rất xảo quyệt Bởi với yêu cầu rút vào hoạt động bí mật Hàn Nguyễn Văn Đài hy vọng Chấn an đồng bọn Sẽ không bị anh ta bán đứng Đồng thời giúp anh ta thoải mái khoác lác Bịp bợm về số thành viên trong nước Tha hồ tự tung tự tác Ngay cả trong trường hợp cái gọi Hội Anh em Dân Chủ Chỉ có duy nhất một thành viên là Chủ tịch Nguyễn Văn Đài Thực tế đã cho thấy Định cư tại Đức sau một thời gian ngắn Nguyễn Văn Đài lặp lại nguyên si kịch bản mà những nhà dân chủ Nguyễn Văn Hải, Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần từng trình diễn để lộ rõ nguyên hình sau khi đã được hưởng lượng khoan hồng của nhà nước Việt Nam cho đến nước ngoài định cư. Đó là xuống sân bay thì lập tức được băng đảng cờ vàng tiền hô hậu ủng và nhà đấu tranh dân chủ tự giác hoặc bị ép cầm cờ vàng, sau đó kẻ khổ bị đọa đẩy tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản rồi phục hoạt mấy tổ chức sinh ra chỉ để chống phá nhưng chết yểu từ lâu, thừa nhận các hoạt động trước đó từng chối đây đẩy trước tòa, kể lể được các thế lực thù địch đào tạo ra sao, đã nhận bao nhiêu tiền để đấu tranh. Và cũng ngay lập tức họ quay ra cắn xé, nhục mạ lẫn nhau. Như Trần Khải Thanh Thủy với tổ chức khủng bố Việt Tân, Tạ Phong Tần với Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, để rồi sau 5-7 tháng là vở kịch kết thúc và nhà dân chủ mất hút. Đến nay, chỉ còn tạ phong tần là hung hăng xuất đầu lộ diện với mũ rộng vành, bốt cao cổ, áo in hình cờ vàng, tay cầm loa điện hàng ngày lẽo đẽo theo mấy chục ông già bà cả, đi không còn vững, nhưng vẫn chống gậy giặt dẹo mò ra đường thều thào, yểm trợ quốc nội. Một người bình thường qua đó cũng có thể tổng kết sự nghiệp đấu tranh của các nhà dân chủ theo kịch bản đấp với chiêu bài dân chủ, nhân quyền, chống phá chế độ sao cho thật nổi trội để được các thế lực thù địch chú ý và tài trợ tiền bạc, đánh bóng bản thân bằng một vụ án để được một số chính phủ và tổ chức quốc tế cư mang. Sau khi được ra nước ngoài định cư thì coi như mục đích đã đạt, họ kết thúc luôn sự nghiệp đấu tranh. Trong bối cảnh đó, vụ việc Lê Thu Hà vạch mặt chỉ tên kết tội Nguyễn Văn Đài do mâu thuẫn nội bộ đã vô tình để lộ, cung cấp thêm bằng chứng giúp những ai còn ngộ nhận có cơ hội điều kiện để nhận diện cụ thể. Từ đó điều chỉnh suy nghĩ và hành động theo con đường đúng đắn, đóng góp công sức trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Và cũng từ vụ việc, nhiều người có thể hiểu rõ mặt thật của các nhà dân chủ, tránh bị lừa bịp lôi kéo vào sự lầm lạc a du về hùa với mấy kẻ lợi dụng dân chủ nhân quyền để cản trở phá hoại con đường đi tới tương lai tươi sáng của dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài Mặt thật của các nhà dân chủ của tác giả Hồng Quang. Bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.